Yến hôm đầu ở phòng này, nhà Hương ở tạm phòng này. Xong hôm sau này Yến đi, chị Hương sang hôm kia nhá. Ok. Wow, nhìn này đẹp quá đi à. Lại là một chuyến nghỉ ngơi và du lịch chất nhoáng nữa của bọn mình sau chuyến du lịch vừa rồi mà bọn mình vừa mới làm vlog cho các bạn xem. Không biết là các bạn đã xem video này chưa? Nếu chưa thì nhớ xem nhé. Lần trước thì bọn mình đã đi du lịch, đi tắm biển, đi ăn hải sản, nhưng mà bọn mình cảm thấy chưa đã lắm. Với cả mùa hè thì cũng sắp hết đến nơi rồi, nên là quyết định là tranh thủ dành ra một cuối tuần để đi đến Hạ Long. Và lần này cho cái thanh niên đấy, thanh niên này này. Và các bạn biết không, đây cũng là một chuyến đi vô cùng đặc biệt của tên này, tên Vinso. Bởi vì đây là lần đầu tiên mà Vinso được ra biển. Hắn rất chi là phấn khích và đã hớn hở từ lúc đến cho đến tận bây giờ. Bọn mình đã ở đây được 2 ngày rồi. Trong chuyến đi này thì bọn mình muốn là dành thời gian cho gia đình và ở bên cạnh mọi người. Thì ngày hôm nay bọn mình sẽ cùng nhau đi chợ và làm đồ ăn. Yeah. Đi sao chào mọi người đi. Có nhiều mày quay này. Ngày hôm nay thì thời tiết hơi nắng một chút, nên là bọn mình sẽ cố gắng đi ra ngoài nhanh thôi. Sau đó thì sẽ nấu nướng này, sẽ tìm ra 2000 góc để chụp 2000 tiểu ảnh sống ảo ở cái homestay mà bọn mình đang ở. Mình sao vui quá. Yeah. Wow. Bọn chúng đang bế nhau. Nắng quá chú chó này không chịu đi các bạn ạ. Em vừa mới đi biển về. Đây là một sới bạc khét tiếng tại Quảng Ninh. Chúng tôi đang phân chia người rửa bát tối nay. Và gió theo em trôi về con đường. Em đang mơ về chuyến xe đầu tiên của em, chuyến du lịch. Tối nay được ra đi ạ? Phong cách gì đây? À? Đây là phong cách thần y hơi run. Xin chào tất cả các vị và các bạn. Xin chào, mình đã đến với miền quê, miền biển Hạ Long, bãi cháy thân thương. Xin chào quý vị. Anh nói linh tinh gì đi. Tất nhiên bọn mình thì bây giờ sẽ đi ra chợ hải sản. May quá, cái chợ hải sản Cái Răm mà nó ở ngay gần đây. Lúc đầu bà Yến bảo là mình ra chợ nổi Cái Răng, thì mình ngồi mình search tiền Grab tới hết vài triệu. Hóa ra Cái Răng nó là chợ nổi miền Tây ở Cần Thơ. Bọn mình có ở một cái homestay cho nên là sẽ đi ra mua hải sản để về nhà tự nấu và tự xử. Wow, người sắp được ăn hải sản cầm mồng rồi. Hải sản ở Quảng Ninh thì quá là nổi tiếng rồi, rất ngon. Trời ơi, sướng quá. Bây giờ thì một nhóm đang ở nhà, còn một nhóm thì sẽ đi chợ. Ui, cái chợ đi chợ thì sẽ không phải về rửa bát. Chợ Cái Răm này may quá, nó nằm cách cái chỗ bọn mình ở ấy, chắc là chỉ khoảng hơn 100m thôi. May không gọi taxi, không các chú ý mắng nữa. Đây, đây là cổng vào. Ui, nó nhiều đồ ăn ấm an ấy. Có cả đồ ăn vặt nữa chứ không phải là mỗi chợ hải sản và chợ rau như là mình nghĩ. Đây rồi. Ui. Hải sản đây rồi. Ui, cái găm gì nó cũng tươi luôn á. Thích quá à. Ui, được rồi. Mình thích ăn cái mực nhỏ nhỏ này này chứ. Cái mực chứ. Thôi, không. Chị ơi, 100 cái mực nó lắc nhiều lắm. Chắc không, bớt đi. Chắc là ngon mà phải gặp đấy con chị. Thôi anh em để đi. Không cơ. Ăn rồi đây chiều đây một ngày. Rồi mai mẹ ăn ở đây 3 ngày coi chị. Tươi. Ui. Nó vẫn sống. Con đây là thì sẽ đi mua bề bề. Anh ấy có một sự thật là ở đây nhìn cái gì muốn mua. Con chỉ đang bơi. Chỉ tôi đều thích. Là tên thần yêu Xuân Điên. Bây giờ sẽ đi mua rau và mua những đồ để hấp hải sản.
tới bốn phương luôn. Và ngày hôm nay thì bọn mình tay sách cách mang như này là ngang một buổi tập gym rồi. Sau khi mà đi chợ về để đồ trong tủ lạnh thì bây giờ chúng ta sẽ đi xuống bể bơi. Mình chào bạn, mình chào bạn đã thích đi sau. Chào bạn, chào bạn. Chiu chiu. Chiu này như là nó đang ôm em ấy. Ủa, mông pin này hiểu anh à. Mấy pin vậy con à. Tóc của con này, tóc mài này. Tóc mài nó che mắt mất con ạ. Đây, đây là đại tiệc ghẹ bề bề rất chi là tươi. Đây là hai chú ghẹ đã không chịu nổi trước nồi này đã tự nhảy ra ngoài. Một lát nữa bọn mình sẽ hấp tất cả những cái món này. Vì bọn mình thấy rằng là hải sản tươi ấy, ăn hấp là ngon nhất. Hấp bia, hấp nó sẽ giữ được trọn vẹn cái hương vị của hải sản. Mà ăn thì lại không đỡ, không bị ngấy. Bạn biết không, đấy là thánh nhất chấm, thánh nhất chấm cực ngon luôn. Em có thể chia sẻ gì về công thức của món nước chấm thần thánh này? Chúng ta cần rất nhiều ớt xanh, rất nhiều chanh, một thìa đường và một thìa nước mắm. Sẽ siêu ngon. Mọi thứ đã rất sẵn sàng thưa quý vị và các bạn. Tên sung nè. Mở hết ống máy ảnh rồi. Wow, đây là những món đã xong. Chả mực thần thánh Quảng Ninh không thể thiếu món này. Một đĩa tôm siêu to khổng lồ bóng nhẫy. Ui, tôm tươi ngon ấy. Canh chua nấu ngao, tí nữa sẽ cho ẩm mực vào đây nữa. Wow, siêu ngon tuyệt vời. Đây là bạn ơi, các bạn ơi, đây là tu hải. Đây là mực. Mực Hàn Băng Chưởng, vẫn còn nguyên ống mực. Yeah, đã xong, mọi người đi bơi về đã rất đói. Ngon không mọi người? Ngon không? Ngon. Wow, và đây là bãi chiến trường. Không thể tin nổi. Mán hết sạch không còn thứ gì các bạn. Ông vẫn chưa dừng lại không đấy? Cho em thì cảm giác bụng nó cứ sai sai. Nhạc cũng nhạc, vừa thế mà. Bị ná. Rồi ơi, con đang làm gì đấy? Hả gấu? Con lấy bát sữa cho em đi, con lấy bát sữa cho em đi gấu. Em đừng rửa mặt con đi. Con tên là gì nào? An. Con mấy tuổi rồi? An sẽ như thế này. Con tuổi như thế này á? Yêu nhỉ, yêu nhỉ, yêu chế. Wow, đây là view buổi tối ở đây. Wow, nhìn ra biển rất chi là đẹp. Xa xa kia cái chỗ đảo này đang lấp lánh, đấy là Vinpearl đấy. Vinpearl ở Hạ Long nó là riêng một khu đảo đấy, trông rất là đẹp. Trong lúc đi thì video của bọn mình đăng lên này, mọi người đã xem video này chưa? Đây là kỳ nghỉ của bọn mình, nghỉ hè của bọn mình ở Hà Tĩnh này, ở Vinpearl Hà Tĩnh. Con sâu gì mà nó nhiều màu ấy anh? Ừ, con sâu sặc sỡ. Con sâu tắc kè hoa. Thực ra là bọn mình đã đến đây từ ngày hôm qua rồi. Nhưng mà mình... Công nghệ làm hai mình xa cách. Đây là một villa ra phòng ngủ. Đây đúng Hàn Quốc không? Con dốc. Đến đây là buổi tối phải ra phố cổ bán trái mến. Đúng rồi. Bây giờ bọn mình đang ở khu phố cổ của Hạ Long. Khu này thì như kiểu là Tạ Hiện ở Hà Nội hay là Bùi Viện ở Sài Gòn vậy. Rất là đông đúc, rất là tấp nập và náo nhiệt. Bên này có quán gì đây? Cá mực bà già. Nếu như các bạn băn khoăn chưa biết mua gì thì ở đây cũng là địa điểm để chụp ảnh sống ảo, rất đẹp. Ví dụ như là con người này, một chú cá mực hầm mật. Anh có thật là trẻ trâu. Bây giờ là đến giờ đi siêu thị để về quẩy đêm. Ui, bánh này nhiều. Hai hộp. Ngô nhá. Đây là đồ ăn đêm, đồ ăn đêm. Về bên uống hết bát nước xong bên nằm, bên thở. Bên ngủ đi nhá. Yeah.
mình nhá. Ngoan nhỉ. Bây giờ là đã là khoảng 7 rưỡi tối rồi. Và mọi người thì sẽ ở lại thêm một ngày nữa. Còn mình với anh Quân thì phải về trước. Buồn quá, trời ơi, đang chơi mà kiểu cảm giác như là nó rất trong vánh ý. Lần nào đi với cả nhà thì cũng rất là vui. Hôm nay Vinh Sâu cũng sẽ về cùng với bọn mình. Mặt cậu ta đang khá là buồn. Có vẻ như là vẫn muốn ở lại ra biển đúng không Bin? Không phải đâu, vẫn dỗi mẹ nó. Lúc nãy thì Bin Sâu đã dỗi mình các bạn ạ. Kiểu như là lần đầu tiên cho Bin ra biển ấy, thì mình cứ nghĩ là bình thường chó thì sẽ thích bơi không. Thế là mình cho Bin Sâu xuống để quẫy 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 nước ấy. Nhưng mà Bin thì rất là nhát cho nên là sợ quá. Thấy sóng đánh dạt vào thế là sợ quá, thế là về dỗi nhá. Xong rồi bảo ăn không thèm ăn, thế là phải ra nịnh mãi. Xong bắt đầu mới hết dỗi, xong bắt đầu mới ăn uống trở lại. Rồi bây giờ thì bọn mình sẽ dọn đồ đạc.